Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội cũng đã tiến hành quy trình bầu ông Lương Tam Quang làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Thượng tướng Lương Tam Quang đảm trách vị trí thay Đại tướng Tô Lâm, người được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 22 tháng 5 năm 2025, cũng tại kỳ họp thứ 7. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân luật, an ninh. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông Lương Tam Quang kinh qua các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Tháng 8 năm 2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã làm việc về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Theo đó, dự án luật gồm 173 điều, được bố cục thành 5 phần, 11 chương, được xây dựng theo việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em. Phát biểu tại kỳ họp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề cập đến việc cần thiết phải xây dựng dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Dự án luật tư pháp người chưa thành niên được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm người chưa thành niên, tuân thủ các chuẩn mực của quốc tế và đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc về xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên. Cuối giờ chiều nay, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An gồm 14 chính sách đặc thù trong 4 nhóm lĩnh vực: quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên rừng và lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế. Đảm bảo quyền của người đại diện, thẩm phán có kinh nghiệm hiểu biết về tâm lý học. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 148 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Quy định 148 áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập, tức cán bộ. Việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định. Quy định 148 của Bộ Chính trị quy định rõ 5 căn cứ để người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết, gồm cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức cá nhân. Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ. Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh, không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Cán bộ bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Hai căn cứ để tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng gồm cán bộ bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ. Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết không quá 15 ngày làm việc. Nếu phải gia hạn, thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác tối đa không quá 15 ngày làm việc. Cán bộ bị tạm đình chỉ công tác có quyền đề nghị người đứng đầu xem xét lại quyết định tạm đình chỉ công tác nếu có, căn cứ xác định việc tạm đình chỉ công tác không đúng quy định. Được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của mình khi được cơ quan chức năng kết luận không vi phạm, không bị xử lý vi phạm. Chế độ chính sách đối với cán bộ
trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác được thực hiện như trước thời điểm bị tạm đình chỉ công tác. Thưa quý vị, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt khảo sát trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh nội dung này trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay về việc tàu khảo sát Hải Dương 26 của Hải quân Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng biển Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu khảo sát Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và không tái diễn các hoạt động trái phép tương tự, tôn trọng đầy đủ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ UNCLOS 1982 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và thực hiện nghiêm túc nhận thức của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển và duy trì đà phát triển quan hệ song phương, đóng góp tích cực trách nhiệm cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Khi được hỏi về báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023 của Liên minh châu Âu EU có nội dung phản ánh tình hình nhân quyền của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng cho biết báo cáo mặc dù đã phản ánh một số thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Hôm nay ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác. Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo kết luận, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng trị giá các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Kết quả điều tra còn xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu tổ chức thực hiện rửa tiền với tổng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của SCB và 30.000 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, có 21 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam trái quy định pháp luật, tổng số tiền hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại đều thông qua các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn hoặc vay nợ. Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình.